Xin chào khán giả thân yêu của tôi. Vào buổi tối thứ bảy còn gì tuyệt vời hơn khi chúng ta được quây quần bên nhau trong không gian ấm cúng của gia đình và tận hưởng dư vị của ngày mùng 8 tháng 3, phải không nào các mẹ? Hồng Nhung hứa sẽ đem đến cho các mẹ rất nhiều món quà thú vị trong ngày đặc biệt này. Nhưng trước hết, để hãy cùng tôi lướt web để xem 2 tuần qua có gì đáng quan tâm nhé. Những ngày qua, cậu bé Marcus Phạm, một Việt kiều Mỹ, đã tạo nên hiện tượng xã hội bởi không chỉ vẻ ngoài thông minh, lém lỉnh hết sức đáng yêu, mà còn vì cuộc sống sang chảnh đáng ngưỡng mộ bên cạnh người mẹ xinh đẹp và trẻ trung. Marcus Phạm sinh năm 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2 tuổi, bé cùng mẹ sang Mỹ đoàn tụ với gia đình. Này là mái tóc cực ngầu, này là phong cách cực hot và thần thái cực ấn tượng nhá. Marcus được mẹ cho ăn mặc không khác gì một ngôi sao thời trang nhí. Bản thân bé cũng là một tín đồ thời trang cực kỳ cá tính luôn. Bất cứ ai khi ngắm nhìn cậu bé có đôi mắt cười đều phải ngưỡng mộ vì gu thẩm mỹ vô cùng sành điệu. Ôi trời ơi, hãy nhìn mẹ bé xem, bà mẹ một con trẻ trung xinh đẹp như hot girl. Này này các mẹ, chúng ta cũng đừng quá bận bịu trong bếp nữa. Hãy học tập bà mẹ này và chăm sóc hơn cho mình nhé. Đầu xuân và cũng là nhân dịp mùng 8 tháng 3, hai mẹ con chị Cẩm Vân sinh năm 1993 và Trâm Anh sinh năm 2014 sống tại Đắk Nông đã gây sốt mạng xã hội với bộ ảnh đẹp tựa những nàng công chúa. Được biết chị Cẩm Vân làm nghề kinh doanh mỹ phẩm nên chị luôn chú trọng đến việc làm đẹp. Chị cũng truyền cho con gái năng khiếu thẩm mỹ từ bé. Bé Trâm Anh rất thích chơi đùa với mẹ, phụ mẹ quay video bán mỹ phẩm, bưng bê dọn quán cà phê cho bà ngoại. Bé cũng không nhút nhát mà còn chơi nói chuyện với khách của mẹ. Hai mẹ con có cùng sở thích ăn diện, chụp ảnh nên có rất nhiều ảnh đẹp. Nhờ vẻ đẹp của hai mẹ con, chị Cẩm Vân bán hàng khá chạy vì có nhiều khách hàng theo dõi Facebook. Mỗi tháng chị thu nhập tới 30 triệu đồng lận. Ngoài ra, hai mẹ con xinh đẹp còn thường được làm người mẫu chụp ảnh. Còn thường được mời làm người mẫu chụp ảnh để diễn xuất trước ống kính rất tốt. Và cuối cùng trong mục cùng lướt web hậu mùng 8 tháng 3 năm nay, chúng ta hãy cùng chia sẻ những clip chăm con cực lầy, cực bá đạo, nhất quả đất luôn của các ông bố nha. Đến bình thường thì hầu hết chúng ta đều phải gánh vai trò là người tần tảo chăm sóc gia đình. Thế nên vào ngày tôn vinh phụ nữ mùng 8 tháng 3 thì mọi chị em đều xứng đáng được nhận món quà trân trọng và yêu thương từ những ông chồng và đứa con của mình. Nhưng là quà gì thế nhở? Tò mò quá đi, để xem camera góc rộng của chúng ta hôm nay tiết lộ gì nhá. Thu xếp công việc ở văn phòng, anh Phùng Hiền nhanh chóng đón con, rồi hai bố con cùng đi chọn quà mùng 8 tháng 3 cho mẹ. Tuy mới 6 tuổi, thế nhưng cậu bé Phùng Công Tuấn Anh lại tỏ ra vô cùng lanh lợi và rất người lớn. Biết mẹ thích hoa hồng, Tuấn Anh nhanh nhẹn đề xuất với bố để hai bố con mua hoa tặng mẹ. Cửa hàng hoa với thật nhiều những loài hoa đủ màu sắc và kiểu dáng khiến hai bố con có vẻ khá rối trí. Cùng với sự cố vấn nhiệt tình của nhân viên bán hàng, sau một hồi chọn tới chọn lui, thì hai bố con cũng nhất trí chọn ra một bó hoa hồng thật to để đem về tặng mẹ. Không biết mẹ có thích không nhỉ? Hồi hộp qua đi thôi. Yên tâm nhé cậu bé ngoan, chắc chắn là mẹ sẽ thích thôi. Chúc mừng mẹ nhân ngày 8 tháng 3. Chúc mẹ mạnh khỏe, xinh đẹp và hạnh phúc. Bó hoa này là gì cả của bố con dành cho mẹ. Cảm ơn mẹ đã chăm sóc và yêu thương gia đình. Tặng mẹ ạ. Cảm ơn con. Ngày hôm nay là một ngày lễ vô cùng đặc biệt và tuyệt vời đối với mình. Mình cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc khi nhận được món quà cũng như tình cảm từ bố cháu và cháu. Món quà này đối với mình là một món quà vô cùng to lớn. Đó là một món quà tinh thần và mình nghĩ là
tất cả những ai ngày hôm nay mà nhận được những món quà như của mình cũng rất vui vẻ và hạnh phúc. Một bó hoa tuy nhỏ về vật chất nhưng lại là cả một tình yêu to lớn của hai bố con dành cho mẹ đấy nhá. Luôn bận bịu với công việc và gần như chẳng bao giờ biết nấu nướng. Bởi vậy mà dịp 8 tháng 3 này, anh Đặng Phạm Hà cùng bé Moon sẽ tự tay vào bếp nấu nướng và chuẩn bị bữa tối của cả nhà. Việc của bố là nấu ăn, còn cô bé Moon bé xíu ơi, con chỉ cần ủng hộ bố thôi nhá. Để xem nào, món ăn đơn giản và dễ nấu nhất với ông bố này có lẽ là trứng rán thịt. Ta-da! Món đầu tiên xong rồi đây, có vẻ hơi vụng về một chút nhỉ? Còn bây giờ là món thứ hai. Rất thích ăn món này lên nào. Nhân dịp ngày 8 tháng 3 thì mình muốn tạo sự bất ngờ cho vợ. Và mình cũng thấy rằng là mình biết rằng là chị em phụ nữ rất là vất vả trong công việc nội trợ. Thế cho nên là hôm nay mình muốn tạo sự bất ngờ cho chị em phụ nữ. Và mình cảm thấy là cái công việc này rất là bình thường thôi nhưng mà rất là vất vả. Rất là nhiều sự khó khăn. Mình cũng muốn chia sẻ với người mình thương yêu. Mình thấy khó nhất là ở trong cách sắp xếp bố trí thời gian và cách nấu để làm như thế nào để cho nó không bị cháy rồi là không bị sống rồi không bị mặn rồi nọ kia. Thực ra là cái này là đối với mình là cả một sự khó khăn. Bữa cơm tối ngày 8 tháng 3 có vẻ như khá đơn giản, nhưng chỉ cần mẹ vui, chỉ cần mẹ thực sự thấy được sự nỗ lực, tình yêu thương của cả bố và con dành cho mẹ là được phải không nào? Con nhớ mẹ. Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Ai bảo phụ nữ có bầu không đẹp nào, chúng ta chỉ chuyển từ hình dạng thế này sang hình dạng thế này mà thôi. Và ai bảo phụ nữ có bầu không được nhảy nhót, không được vận động, không được tự tin để thể hiện mình chứ? Không có chuyện đó đâu, quan trọng là ta vận động như thế nào để vừa bảo đảm sức khỏe cho mẹ và bé, vừa chứng tỏ là chúng ta luôn đẹp và năng động. Hãy cùng mở món quà hồng nhung dành cho các mẹ bầu hôm nay nhé. Đến 10 phút hẹn hò của Hồng Nhung và các mẹ đã hết rồi. Nếu các mẹ có điều gì muốn tâm sự hay là muốn chia sẻ những hình ảnh thú vị với các con của mình, về gia đình thân yêu của mình thì hãy đừng ngần ngại gửi về chương trình Thế giới mẹ và bé, Ban chuyên đề văn hóa xã hội Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng ở số 2 Nguyễn Bình hoặc là email banvansa@gmail.com. Sẽ có rất nhiều món quà thú vị dành tặng cho cả mẹ và bé đấy. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.